không thi vào đại học, cha mẹ đã tìm một người vợ cưới về cho anh. Sau khi kết hôn, anh dạy học tại một trường tiểu học trong làng. Vì không có kinh nghiệm nên chưa đầy một tuần anh đã bị học sinh tẩy chay, khiến anh bị sa thải. Trở về nhà, người vợ khẽ lau nước mắt cho anh an ủi nói: những việc không vừa ý mình thì có đầy ra đó, có người trút ra được, cũng có người trút không được. Anh không cần phải thương tâm như vậy, cũng sẽ có nhiều việc thích hợp hơn đang chờ anh mà. Về sau, anh ra ngoài làm công cho người ta lại bị ông chủ đuổi về nhà vì anh làm việc quá chậm. Lúc đó, vợ nói với anh, động tác luôn có nhanh, có chậm. Người ta đã làm việc nhiều năm nay như vậy, còn anh thì chỉ là một học sinh đọc sách, sao có thể nhanh như họ được. Anh lại trải qua rất nhiều công việc nhưng cũng vẫn thế, đều bị đuổi giữa chừng. Thế nhưng, mỗi lần anh chán nản, thất vọng trở về, người vợ lại luôn luôn an ủi anh, chưa bao giờ than trách một câu. Lúc hơn 35 tuổi, anh nhờ vào khả năng thiên phú về ngôn ngữ làm trợ giảng tại trường khuyết tật. Về sau, anh xây dựng được một trường khuyết tật, sau đó tại rất nhiều thành phố, anh lại xây dựng được rất nhiều phân hiệu khác. Từ đó, anh đã là ông chủ có nhiều cơ sở. Một ngày, công thành danh toại, anh hỏi vợ rằng: mỗi lúc anh cảm thấy tiền đồ vô vọng, điều gì đã khiến em lúc nào cũng có lòng tin với anh như vậy? Cô trả lời một mạc đơn giản: một mảnh đất không hợp cho việc trồng lúa mạch, có thể thử trồng đậu. Nếu đậu cũng không thích hợp, có thể thử trồng dưa leo. Nếu cả dưa leo cũng không được thì rải lên một ít kiều mạch, nhất định cũng có thể nở hoa. Bởi vì một mảnh đất luôn luôn có một hạt giống rất thích hợp với nó, cuối cùng cũng sẽ có thành quả thu hoạch trên mảnh đất đó mà thôi. Khi người đàn ông có một người phụ nữ chứa đựng thì người đàn ông sớm muộn sẽ thành công.